liên quan đến vụ thảm án 3 người trong một gia đình tử vong. Ngày 12 tháng 12, theo nguồn tin của phóng viên báo Tiền Phong, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau đã có quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Vũ Khoa, 23 tuổi, ngụ ở tỉnh Bạc Liêu để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản. Khai nhận với cơ quan điều tra, Khoa cho rằng mình giết vợ là chị Ca, 38 tuổi, do trong quá trình sống chung bị cha mẹ của vợ hờ nói nặng nói nhẹ nên rất tức trong lòng. Bị can cũng khai rằng nạn nhân Ca từng có ý định tự tử nhưng Khoa khuyên vợ chờ sinh con rồi đi kiếm việc làm. Ngày qua ngày, Khoa vẫn bị người thân của vợ nói những lời giày vò nên nỗi uất hận trong lòng càng lớn. Từ đó, bị can có ý định giết vợ rồi tự tử để giải thoát cho cả hai. Sau khi giết chết vợ, bị can Khoa không can đảm để tự tử. Lúc này, Khoa cho rằng những đau khổ của hai vợ chồng xuất phát từ việc cha mẹ vợ hờn trách mình kéo dài nên nảy sinh ý định giết ông S, 69 tuổi và bà G, 68 tuổi là cha mẹ của chị Ca để trả thù, thỏa mãn nỗi uất hận. Trước đó, như báo Tiền Phong thông tin, vào khoảng 13:30 ngày 4/12, chị V, 37 tuổi, ngụ ở phường 6 thành phố Cà Mau là con gái của ông S về nhà thì phát hiện cha mẹ và chị gái đã tử vong. Tiếp nhận thông tin vụ việc, ban giám đốc công an tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự vào cuộc truy bắt nghi phạm gây ra vụ thảm án. Qua rà soát xác minh, sàng lọc nhanh, công an đã bắt được Khoa trên quốc lộ 1 đoạn thuộc xã Bình Định, thành phố Cà Mau. Chiều 12/12, cơ quan điều tra công an thị xã Bến Cát, Bình Dương cho biết đơn vị đang truy tìm tung tích là vì một người đàn ông được phát hiện tử vong trong ô tô xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin từ công an, tối ngày 11/12, cơ quan công an tiếp nhận tin báo từ người dân về việc phát hiện một người chết trong ô tô ở đường 7A, ấp Kiến Điền, xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an thị xã Bến Cát đã nhanh chóng đến hiện trường để xác minh, điều tra làm rõ vụ việc. Tại hiện trường, người đàn ông trên không có giấy tờ tùy thân, ngồi hàng ghế sau ô tô đã tử vong. Bước đầu, cơ quan công an cho biết chiếc ô tô là của người dân trên địa bàn đậu tạm ngoài đường nhưng quên khóa cửa. Khi tài xế ra xe thì phát hiện có người đàn ông gục chết nên trình báo cơ quan chức năng. Theo thông tin từ một số người dân địa phương, người đàn ông xấu số thường đi bộ trên đường hay ghé ngồi ở các điểm chợ. Để phục vụ công tác điều tra, công an thị xã Bến Cát thông báo ai là thân nhân hoặc biết thông tin về người có đặc điểm như trên vui lòng báo ngay cho đơn vị này. Ngày 12/12, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh PC07 cho biết phối hợp với công an quận 5 giải cứu 12 người thoát khỏi đám cháy. Và trước cùng ngày, căn nhà ở kết hợp kinh doanh trên đường Trần Hưng Đạo, phường 2 bất ngờ bốc cháy tại tầng trệt. Lúc này trong nhà có nhiều người bị mắc kẹt. Nhận tin báo, hàng chục cảnh sát và xe chuyên dụng đã đến hiện trường dập lửa và cứu người. Cảnh sát nhanh chóng vào được bên trong cứu hai người bị nạn, hướng dẫn 10 người khác thoát nạn an toàn. Sau đó đám cháy cũng được dập tắt, bảo vệ an toàn 149/160 m2 diện tích tầng trệt của căn nhà. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được điều tra.